Xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến với kênh Tiếng Sắt Đức Thắng đó bà con. Rồi em lên tiếp cho một cái máy văn ma. Cái này để em coi văn ma máy đi, để bật đạn nha bà con. Văn ma ở tới 80 anh em ơi. Văn ma ở tới 80. Bật đạn gió. Ở tới 80. Và số series là 836697. 836697. Bà con nhìn cái mặt gam trước thấy còn sáng. Còn sáng nói chung là nhìn thấy em thấy nó cũng vô dạng là điển trai nha bà con. Còn cái bộ lọc dầu nè. Nước không. Chắc nội em làm nổ mà chứ chưa có rửa này nè, chắc ăn rồi nè. Có làm mà chưa rửa. Còn tình trạng máy nó thì về đây. Này em không có chỗ mở rồi. Kết nước thì bên em bao kết nước cho bà con cô bác mình nha. Cái máy này nhìn thấy nó còn đẹp trai quá anh em. Coi vào bếp. Máy nó thì gì rồi. Bô lửa bô e đầy đủ nha bà con. Con mở thùng dầu cho bà con cô bác mình coi. Có mỏ này thì mẹ một tiếng nha bà con. Thì nó nằm phía dưới không ảnh hưởng gì tới máy nhưng mà nó có mẻ một lỗ. Em nhìn thùng dầu của nó có đẹp không? Cái thùng dầu thì nó áo xét rồi bà con, nó áo cái màu vàng nó nhả màu rồi. Còn cái chỗ mà để mà mình bắt cái giá đèn đó thì em nghĩ nó vướng càng vướng ngoe hay gì người ta đập dẹp vô luôn. Người ta bắt cái này có mục đích để người ta bắt cái này thì mình không hiểu luôn. Thì nói chung là có sao em để nguyên vậy nha bà con. Nó không cái gì đây. Đó. Cái này là SS80. Bật đạn gió. Cốt hoàn toàn do đụng chạm bên trong nè. Cốt lần lên thì lì luôn. Mà tới cái chỗ đụng chạm đây bắt đầu em mới nói cho bà con cô bác mình đây. Coi vô bét còn sáng luôn tại. Rồi tới cái phần này nè bà con. Cái này bà con nhớ lưu ý giùm em ha, máy này là có bung ga. Thay một cái ống sơ mi bạc bê tông thì giữ nguyên mà thay cái sơ mi rồi nha bà con. Đẹp trai vậy mà cái nó lọt nước vô cái que sao em không biết. Nhưng mà sơ mi để sơ mi nó chạy nhưng nó hơi ra khủng. Rồi bị gì ở nhà mình có bán phụ kiện rồi bên em có đóng ga. Thay cái sơ mi bà con nhớ lưu ý ha. Rồi sẵn sẽ giúp bắp luôn. Là máy này đã có thay sơ mi bung nắp lắp nha bà con này. Bà con nhớ lưu ý giùm em nha. Rồi nhờ con trai tất hàng cho bà con bắt mình nha con. Nhớ cái vô sơ mi ổn rồi chứ. Cái này về chưa có bà con chạy vô đây đi nè. Chạy vô đây đi. Máy mới làm.
bị cái không gian của nhà em thì to như thiết không à, cho nên không có thời gian chạy qua đây á. Bà con chịu khó nếu mà mua máy về bà con chạy qua đây thêm cho em nè. Cái máy này vừa nãy giống như em chia sẻ là mình mới thay sơ mi, máy này chạy rất ngon, nhưng mà em nghĩ là nói về cái độ bạc cái kích cao á, cái này chưa đâu, mới thay xong mà tụi em rửa lên sống rồi bà con chạy nhóm ra lên có khói liền, cái nó rất là vui. Máy lốc đẹp quá cho bà con à, có tụi em có thay bà con, em nhắc lại lần nữa nha bà con, cái này là có thay ống sơ mi rồi sẵn, mở cái sơ mi ra mình sấy xúc bắp luôn, cho máy này theo em nhìn cái góc độ với bơm bét nó quá chuẩn bà con, chèn là tiếng máy còn rất là tịch. Cha đang nói chuyện mà con, rồi em xin báo giá cho bà con cô bác mình luôn ha, cái máy này em bán cho bà con là 4.900 bao ship rồi bà con, còn nếu mà bà con mua tại chỗ thì em trừ lại 400 là còn 4.500. Là anh em cũng như bà con cô bác mình có một cái máy 2S80 bạc đạn gió à, mới thay sơ mi luôn à, nếu mình có điều kiện mình chạy GoDai thêm là máy này rất ok luôn nè. Máy này em nghe bơm bét nó quá chỉnh, tiếng nó rất là đều. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha bà con, chào tạm biệt bà con nha.